Quang Đậu xin chào các bạn. Sáng hôm nay mình đến Ủy ban Nhân dân phường Phú Trinh để nhận cái tiền hỗ trợ dịch Covid cho các đối tượng theo cái NQ42 xuyệt NQ CB của chính phủ. Xin chào các bạn nhé. Bây giờ đi nha các bạn. Đang đi lên Ủy ban Nhân dân của phường Phú Trinh. Rồi tới Ủy ban phường Phú Trinh rồi các bạn ơi, đông quá nên đông quá. À, bữa nay phường Phú Trinh được nhận tiền hỗ trợ Covid nha các bạn. Đến nhận tiền Covid hỗ trợ, nhà nước hỗ trợ đây. Đông quá, quá đông. Đây, bà con anh em đang ngồi chờ đợi đây. Đậu về nha các bạn, đông quá đông. Bây giờ là ở đây hẹn chiều khoảng 2 giờ.